Đục gió liền á. Má nó mát vậy sợ. Còn dưới nhà á Hiền. Coi cho nó lộn sữa rửa mặt nha, hơi cái đó nó giống giống nhau á. Có giá gì mà. Không không giá nó đó, giá là trên cái hộp luôn á. Tùy loại. Là máy đó. Ờ thì đó. Thì là máy là giá nó cô đó. Chắc cũng được ha. Ừ, ăn chi không có vàng. Cái sao nó vẫn bị cái dày quá. Nó hơi cái đầu đầu á. Thì là chưa ha, chiên xiên à. Bên này là chiên thanh văn hoa cân cận dữ lắm. Mấy cái là mấy cái sao cũ. Sợ em hết gờ đó. Mấy cái sao cùng mà hai cái đít thôi, mấy cái gần đầu nó dày quá. Hàng chỉ bánh tét mấy gì sao vô chẳng chặt luôn.
Chị bóc một miếng còn già là già. Không có tấm này. Còn bánh tét đang tủ lạnh đó, em lấy thêm nha. Nhưng mà phải chiên. Chốc. Nãy kêu nơi chắc đuổi rồi chứ ai ăn đâu. Thì để lau để đậu xanh cũng lau được mà. Không, để lau bình thường. Tết ở quê em cúng mà để trên bàn thờ mà 3 ngày xong rồi lấy xuống á, tạ xong lấy xuống nó bình thường. Còn mình ăn là mình cứ bỏ đông hoặc bỏ lạnh là để lau miếng ăn được. Đang là bánh ít. Bánh tổ. À bánh đang là bánh tổ. Cứ ngát mà chiên lên chi. Anh đây nấu. Có gần rồi đó. Ăn luôn á. Ngon kia chiên lên dầu ồn giật. Trong là không hợp vị rồi. Từ Hàn Quốc mua qua tàu hả? Mẹ qua tàu luôn, qua đến Trung Quốc đồ luôn, lơm la đi. Hàn Quốc về tàu rồi. Ý là kia là mặt hắn là nhiều được nhiều đứa cây giống Hàn Quốc. Xong rồi giống tàu hả? Mã tàu. Cái này đi á, có thể đi tàu. Tàu. Cái anh kêu là giống Việt Nam. Việt Nam lại tàu. Cái đèn là dễ điên thiệt á. Nó vòn. Ừ, nó không tráng nữa cái đèn kia. Gió lầm lộng luôn. Khi mà bị trúng gió không à? Gió quá trúng gió. Thôi cho thôi để mát dữ á. Cái nước đi hoa ly thơm này. Mấy người nhà ở nè. Ừ. Thơm. Màu hồng quá à? Ừ. Cái một loài mà loài xanh lạ ăn hủ. Ở dưới nhà đó kìa, gần thấy rồi đó. Em thích mô xanh lạ. Có một cái loài xanh lạ mà cái trái vậy nha, nó loài khác. Ủa, em đụt xuống đó. Hoa ly đi thôi mẹ. Chứ có một cái loài trái trái nó dòng hoa ly mà đôi, nhưng mà loài xanh lạ mũi lắm. Chị nghe mùi nó chưa, chị nghe mùi hoa ly nó chưa. Thôi. Thế là... Loài bởi cái lưới nó đổi liền. Nguyên mấy, hồng từ đẹp đây ra tao. Chị dùng cái trái xanh lạ nó chị vứt luôn á, mỗi lắm. Lâu xong mua 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 cái trái trái. Lắc được 2 trái. Ừ. Nước mắt.
Có anh đây không? Đúng rồi đó. Vừa mà tưởng đâu em Hiền. Em Hiền là khác, em Hiền bữa là mày động mày quay hết rồi. Chắc tưởng quay lại đó. Ừ. Em mặc cái cổ luôn mà. Em Hiền đâu có cổ đâu. Thế là cái thằng hôm bữa tưởng là em Hiền. Hôm bữa ốm mà. Người yêu Hiền à? Ừ. Anh đây người yêu Hiền. Ừ, có rớt em đó. Chiêu đau đi nha. Trời đất Hiền này phải cố gắng là cắn răng. Dù có đau cũng giống kêu, thể hiện sức mạnh đàn ông. Đi không quen thôi. Mặc dù trong tim đau đó, cắn răng. Tâm cấp bùng.